Anh Phượng vô lại đi, tôi mở rồi đó, anh thấy không? Ok. Ok. Ok, chào lại tất cả mọi người nha. Cái like nãy nó bị hư và nó đánh không biết ai đánh mà làm cái rẹt rồi xong. Chào Nguyễn Đăng nha. Ok. Bởi vậy tao nói mày rồi, ở đây mày Facebook mà thấy rõ ràng không, nó không có tự do ngôn luận cái con mẹ gì cả. À, nói cái gì muốn nói là nó bóp họng mà lại nó không cho mày nói, tức dễ sợ. Mà có nhiều mình đang bực tức về cái vụ mấy ok làm lại giờ anh thấy tôi chưa thấy rồi ok hồi nãy không thấy hả giờ thấy hả tôi thấy cái công ok computer. thôi được rồi ok thì để trở lại cái những cái chuyện mà hiện giờ trên cái cộng đồng mạng thì mình nói chung là dư luận với lại tất cả mọi người đều quan tâm thì nó có những lúc gần đây nó có những cái chuyện mà hơi tôi thấy nó buồn buồn cười anh. Bữa nay thì họ những người lớn tuổi có trình độ có kiến thức lẫn nhau rồi xong đêm lên mạng rồi xong rồi chửi bới lẫn nhau rồi khui ra những cái chuyện mà thấy tào lao quá tôi không bàn tới nhưng mà thôi kệ đi mình nói những cái chuyện mà những cái đài thổ tả bên nước Mỹ này cái đó thì mình cũng không nhắc lại nữa tại nãy mới nói rồi cái vụ mà du tăng du côn du đảng gì đó mình đã nói rồi mình không nhắc lại nữa bởi nhắc lại nữa họ nó bút sạch nữa cho nên vì chỗ đó là tôn giáo mà cho nên ra vì nó khổ lắm nhưng mà bởi vì thật sự rất ư được bực mình là chỗ là những cái điều mình muốn nói á, thì ngược lại nó lại bốc họng mình không có cho nói mà thiệt anh là về cái vấn đề tôn giáo thì đất nước Việt Nam mình anh đã biết rồi là hầu như là tự do tôn giáo một cách rất ư là quá ư là nó thuộc dạng gọi là coi như là quá sức tưởng tượng nó không phải giống như bên Mỹ ở bên Mỹ nó có một cái điều trong hiến pháp của về là tôn giáo là không được quyền xen vào chính trị xen vào chính trị là chết nó liền nó bắt tại chỗ luôn bất kể đâu Việt Nam mình thì cái chuyện đó nó không có nhưng mà mình thấy rõ ràng tôi đi đâu anh về biết nào là chùa chiền nhà thờ các loại tôn giáo nào cao đài hòa hảo rồi nói chung là hầu như tôn giáo nào mà được giấy phép của nhà nước hoạt động là đều được hoạt động cả và mỗi ngày một lớn mạnh bằng chứng là anh biết không là tôi đi trên cái đường gì mà ở Thủ Đức là anh thấy là những cái ngôi chùa càng ngày nó chắc càng bự anh chùa 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 gì mà mấy mẫu cái chùa không là mấy mẫu trời ơi mà nguy nga tráng lệ trong đó thì nó cũng có những cái mà nhà thờ cũng vậy bọc lên như nấm mình nói như vậy là cái đời sống mà tự do tín ngưỡng của Việt Nam mình nó trên cả tuyệt vời tôi thấy chưa có đất nước nào lên như vậy cái hạn gì được qua tôi nghĩ là bên Lào bên Campuchia là bên Thái Lan thì đa số là nhà ta đạo Phật không có ít cái nó có nhà thờ trời ơi cái nhà thờ ở bên Việt Nam mình nó anh biết không nhà tôi ở dưới chỗ phía sau lưng ở chỗ sau đồi Ok. đàn gần chỗ xuống thần á cứ anh tin không cái nhà thờ Bắc Hải với lại nhờ nhà thờ Đông Bích Cô cách nhau có trăm 500 mét mà 500 mét thôi đầu hẻm Hiểu mà. cái cuối hẻm một cái Hiểu mà. thấy kinh khủng chưa I know. một cái khu vực không là cả chục cái nhà thờ mà khu vực chưa đầy km vuông nó kinh khủng lắm Mà cái nói như vậy nên hiểu kinh khủng lắm mà đợt nói chuyện lễ nhà thờ Chủ nhật bao giờ cũng tràn đầy, nghĩa là tràn ra ngoài sân, tràn ra ngoài đường. đúng rồi anh đúng rồi Tôi nghĩ đó là lý do mà tại sao mà sau khi mà cái ông Nguyễn Phú Trọng ông đến ông gặp giáo hoàng Benedict đó, năm 2012 đây thì ông giáo hoàng ông ấy từ chức lần đầu tiên trong cái giáo sử của công giáo này ông ấy từ chức cùng một lúc mà sau đó mình có hai ông giáo hoàng thì tôi nghĩ hiện tại bây giờ những cái người Việt Nam mình Việt Nam là một quốc gia mà có một cái số cái tỷ lệ tín đồ công giáo cao thứ nhì ở châu Á mà thưa anh á, cái châu Á là một cái lục địa khổng lồ rất là mấy tỷ người Việt Nam
Tôi nghĩ đó là lý do mà tại sao mà từ lúc mà ông Nguyễn Phú Trọng ông qua gặp ông Giáo Hoàng đến đến rồi ông từ chức, rồi đến kỳ này, đúng 10 năm sau, tức là mình có cái băng giao. Bởi vì thực sự ra là cái băng giao giữa Việt Nam với Công giáo với La Mã là rất là trải qua những giai đoạn rất là khó khăn. Anh người Công giáo ngày xưa là trong chiến tranh, anh tức là họ đứng hẳn về một phía, họ không có đi theo cái người Việt Nam. Nhưng mà bây giờ họ Việt Nam mình có vậy chứ lòng dạ rộng rãi lắm anh. Để cho Công giáo và mọi tôn giáo hoạt động một cách rất là tự nhiên, Tự nhiên. và đó là lý do mà sao mà cái Công giáo họ trưởng thành mạnh mẽ đến như vậy. Mình rất mừng anh ơi. Tôi thấy người ta đi đi nhà thờ chùa thì ít có, bây giờ mình nhìn thấy mà nó tràn ra ngoài đường, nhưng mà cái nhà thờ là cái chuyện mà người ta đi lễ chủ nhật nhưng mà anh tràn Đúng ra ngoài rồi, đường là một phía cái bên kia chuyện đường bình bình thường, và thường. mình thấy là tất cả là mọi người sinh hoạt về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam mà mình là nói, mình phải công nhận cái điều là trên cả tuyệt vời đó. Hầu như là nhà thờ làm lễ là trong nhà thờ mà không đủ xe, không đủ chỗ là nó đứng bên này luôn, đứng phía bên này đường luôn. Mình thực sự là mình cũng ấn tượng, nhưng mà bây giờ mình cái chuyện đó mình cũng trôi qua đi. Nhưng mà những cái lúc gần đây thì ở đây nó có một cái số báo đài của người Việt mình hiện. Mình ý nói cho nó rõ ràng là những người Việt sống ở Mỹ nha, những cái báo đài thổ tả đó thì họ có một cái sự gọi như là xuyên tạc, vì cái chỗ mà hầu như là họ không có biết, nó thẳng là họ không biết mẹ gì cả, không có biết là Việt Nam này nó là làm như là ở nằm dưới đít giường của Tổng Bí Thư hay sao, ký cái này mua cái kia rồi đủ thứ, cho là phán đoán một cách, nó nói một cách dân Việt Nam mình gọi là cầm đèn mà chạy trước ô tô đó, mà sau khi mà nó trật trật lịch trật tà le đó, mặt sau là quê quê độ, nó quê cai cai xong rồi bắt đầu lâu ra nói xấu rồi, đó là người Việt Nam mình đã vậy đó. Thành ra trong đó nó có những cái mà mình thấy buồn cười đó, thì bởi vậy tôi mới nói là tất cả nếu mà trong cái live này thì những người nào mình lỡ mà đăng ký vào những cái kênh thổ tả đó, cái kênh mà cái thổ tả nói dốc á, thì nên quỷ đăng ký đi, đừng có theo nó nữa, mệt quá đi. Nghe nó rồi riết rồi con người bị bệnh luôn, bị bệnh hoạn mà anh biết không. Tôi đã từng chứng kiến cái cảnh mà thí dụ như người Việt mình mới qua hoặc là những người qua bên đó mà cái nghe riết những cái đài đó bị lậm anh, bị mê Đúng bụi và đúng đó nào, giống như ngày xưa bác không biết ức giáp gì cả mà cái tối ngày lên nghe đúng con Lisa Phạm riết cái đủ ghiền luôn anh, đủ ghiền luôn rồi, mặc dù nó nói dốc nó nói xạo nói đủ trò chơi trò chơi mà rồi xong nghe riết. Thế thì tôi chỉ khuyên mọi người là cái gì mình cần nghe và nghe những cái lời chính thống, từ tờ báo chính thống, nghe đài chính thống, hoặc là những cái gì của nhà, nếu đã tin tưởng nhà nước này, mình cũng nói với anh rồi, có nghĩa là nếu họ không giỏi thì chắc đất nước Việt Nam mình không có ngày hôm nay, nó thẳng là như vậy. Là cái thứ hai nữa là họ, bên này họ lúc nào họ cũng kêu gọi là đờ nào ra đảng là bốn đảng năm đảng thì tôi không quan tâm, mà quan tâm là những cái đảng kia nó tiêu mẹ nó hết rồi, là bởi vì ngày xưa mình có nhiều đảng mà, thời Đệ Nhất cũng cũng nhiều đảng, thời Đệ Nhị cũng nhiều đảng, mà đảng có mày gì ra mẹ gì đâu. Thế thì tại sao mà cái đảng cộng sản mà nó sống tồn tại lại tới giờ là gần 100 năm 90 mấy năm mà vẫn tồn tại, là cái câu trả lời rất rõ ràng, có nghĩa là người dân đã yêu mến và tin tưởng cái đảng này và hướng dẫn cái mà tin tưởng cái đảng này, lý do họ làm được việc anh để nói không, đánh đuổi quân xâm lược, giữ vững bờ cõi, nối liền hai miền Nam Bắc, có sự tự do ngôn tự do tất cả mọi cái, và hướng tới tương lai, có nghĩa là họ đã ra ra được tới nước ngoài, họ đi tới thế giới rồi, họ đã làm những cái công việc mà mình cảm thấy là những cái đảng phái khác không làm được, Đúng đúng rồi không? Thế thì rõ ràng đó là sự lựa chọn dứt khoát rồi. Đòi hỏi cái gì đâu phải là Việt Nam mình không có. Ngày xưa anh nhớ đại đảng Đại Việt rồi Ngụy Đại, hầu như tôi biết thời chế độ cũ biết rồi, Ngô ở gì mà Nguyễn Thái Học rồi, nói chung là nhiều 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 lắm, nhưng mà có điều mình vừa mình nhớ không có nhớ hết, nhưng mà có điều là có được làm con mẹ gì đâu. Cái nhỏ thứ nhất là tôi nhỏ quá để cho là không được lòng dân, nó cách khác là quá. không được lòng dân, nói vậy thôi mình mới hiểu vậy. Thế thì bây giờ sau cái cuộc chuyến đi mà của Tổng thống Biden mà qua Việt Nam mình mà để ký hiệp ước về để nâng cấp quan hệ đó, thì có nhiều nước mà có nhiều tờ báo cái bằng kêu mắc dịch thổ tả đó, giống như thổ tả thì lại chỉ mũi dùi về nói chuyện xỉa sói
nói Việt Nam cần Mỹ rồi Mỹ mắc cha mắc ông mắc cha gì rồi cái chuyện mình đem ra nói là Việt Nam cần Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam gì từ đúng từ ra, mà tôi chỉ nhấn mạnh với anh một câu cái điều này là ở đây ký quan hệ hợp tác toàn diện với lại Mỹ đó, thì thằng Mỹ đích thân từ nước Mỹ bay qua mấy chục ngàn cây số qua đây chứ không phải Việt Nam bay qua đó, thì cái điều đó là được minh chứng rõ ràng. Tao nói đó thằng Mỹ nó cần hơn đó, ai là người Ý ta thì đó đúng rồi, rõ ràng vậy đó bình thường. Còn chuyện 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 nhà nước chuyện quốc tế là cái chuyện của hai nguyên thủ quốc gia gặp nhau nói chuyện, làm mà anh làm giống như là anh làm giống như chuyện ông làm là ông làm giống như cái bàn ăn cơm của ông ở nhà ông ngồi tiền đó ông phán rồi ông phán này xong rồi phải mua đồ của Mỹ rồi mua đồ nghe nói chung là ông đoán toà là ông đoán rồi xong khi mà người ta không đếm xỉa thì các ổng được hoặc là ta không mời những người đó tham dự những cái buổi họp mà có tính cách là quan trọng quốc tế bắt đầu ngồi cay cay xong bắt đầu chửi đó nó cười gì thấy không anh thấy nó buồn cười không rồi đó rồi anh nói đi anh nói đi rồi Mình đang may đó, từ hồi mà mình có internet đây, tức đúng là rồi tin tức của mình đây, mình đọc tin tức của Việt Nam, rẻ tin tức của mình đó, mình muốn cái gì đó anh làm mình coi đài ở Việt Nam, đúng còn ở rồi Mỹ này thì mình nghe mấy thằng Mỹ, mình thiệt anh cuộc đời mình đó, chưa bao giờ nghe mấy cái thằng Việt kiểu vớ vẩn ở bên này mà nó nói chuyện, mà để mình nghe nó mình đọc tin tức cả không bao giờ chắc mình được xét cái từ hồi nào tới giờ xong mình không tin mấy thằng đó, tại vì nó cũng như mình thôi anh ạ, nó bịa ra chuyện này chuyện kia nó bị là mình thì á còn nó cũng như tự mình, nó cũng giống như mình vậy thôi, đúng nó còn quá sâu đây, nó qua cái đất Mỹ là sâu tôi bao nhiêu mà nó ngồi nói thánh nói rồi thứ nó ở đây phán giống như nó thánh vẩn nè vẩn ra nó. ngày qua hôm kia tôi coi cái đài truyền hình Kali Today trời ơi Việt Nam mình giết tù ai giết gì tử hình quan sai 1 năm bao nhiêu rồi đại khái nói chung là nó chụp mũ đưa ra những cái buồn cười lắm kìa người ta đã ra ra pháp luật nó có tòa án nó có tối cao nói chung là rồi xong mà phán án hoặc là đại khái là có những cái chuyện mà bây giờ không biết anh không biết có cái làm chuyện gì làm anh ngồi anh moi móc ra anh ngồi anh moi móc à Việt Nam ao ăn sai này các cái đủ thứ nói chuyện là chuyện kia bằng chào chuyện chuyện tào lao thiên đế đó. Rồi Tôi không thấy là còn như giờ anh nói đi tôi thấy mà như trên mạng xã hội này có một cái điều mà cho gần gần đây tôi thấy nó xảy, mình đọc thấy nhiều đó là mình thấy từ ở bên mấy cái đài VOA, mình nói có điện đài chính thống của Hoa Kỳ á, chứ mình không có nói chuyện mấy cái ông Việt kiều mấy này nhá, như là VOA AFP đó, tức là thấy Việt Nam mà bắt nào kêu ông đó là bắt oan, má đúng rồi nó tù nhân lương tâm tù nhân lương tâm cực khi khổ mà bắt khổ tôi cả quyết với anh á, người cảnh sát Mỹ họ bắt tôi thì còn oan, nhưng mà Việt Nam bắt chưa bao giờ họ bắt oan, tại vì chắn họ là bắt, tại vì họ không có bắt nhiều anh, họ bắt người nào ra người đó, chính xác mà tôi rất là tôi không hiểu tại sao mà đến giờ này ấy, những cái vẫn còn lâu lâu mình vẫn đọc thấy mấy thằng Mỹ trắng mấy thằng da trắng nó bảo nó bắt phải thả người này phải cả kia, má mấy thằng tụi bay là cái gì mà mày tôi mày không là hiểu ông là nội tao à má nói là chuyện phụ trên là thái từng nó cha người ta kỳ bằng đúng thế nó vậy không đó ạ, là nó bố người kỳ ta cục là bằng một ngày ở đây người Mỹ là quận của tôi một ngày bắt mấy ngàn người là không chưa thấy thằng nào nói cái gì cả, dám nói rồi mà thấy Việt buồn Nam cười mà là cái chuyện người ta bắt là cái chuyện của người ta, dân của người ta rồi thì mỗi người nó có kiểu nhưng mà Việt Nam mình chạy không có tiền à. À, anh phạm cái tội lần đầu hồi giờ nó vẫn để 2-3 năm sau mới bắt chứ đâu họ không bắt nhiều anh ơi, không bắt nhiều, họ không bắt nhiều là lý do trừ là trường hợp khi nào mà anh ngoan cố anh tái phạm thì người ta dữ dằn lắm họ sẽ không bắt. bắt Ừ, Việt không có Nam bắt, mình không có bắt lý do là bằng vì chứng họ ở không ra ra tù thì rất là bằng nghèo chứng ở nàn trong họ cái bằng chứng ở trong cái ở trong trong đất nước mình là có những cái diễn đàn nho nhỏ đại khái coi như những cái đứa mà bất mãn lên nó chửi rồi nó chửi tá lại nó chửi rồng rã mấy năm trời có ai bắt đâu, không ai bắt từ là bởi vì nhưng mà khi họ bắt là phải có chứng cứ phải có tài liệu rồi phải có đầy đủ yếu tố đó chứ không phải kiểu đâu. cái chuyện chứng cứ thì là tôi không có nói đến, tôi chỉ nói chuyện là nó người ta bắt ra là thằng cha này nó rất là nguy hiểm, thứ nhất đó là nó nguy hiểm cho chính nó và thứ hai là nó nguy hiểm cho những người xung quanh phải hết thằng đó, tại vì khi mà nó hoang tưởng với ra nó là rất biến thành trở thành người nguy hiểm anh, Đúng rồi. thì là khi mà bắt đã không tôi nói một chuyện là khoan đang nói cái bằng chứng khi mà tôi bắt ra thì thằng này là khi mà bắt một người nào mà đó thì là cái tôi biết ở Việt Nam khi bắt người nào thì thằng đó là nó trở thành một một cái đầu mối rất là nguy hiểm cho chính cái bản thân Rồi. của nó và nguy hiểm cho những người xung quanh, đó là lý do tại sao người ta bắt đó, đó là cái lý do duy nhất mà to nhất là tại sao người ta bắt chứ còn bắt mà thì mấy
khi mà mấy người da trắng họ vẫn còn một vài cái lời nói như vậy thì là mấy ông Việt Nam này là cứ vớ theo mà nói ra, thì anh mới tội tội nghiệp người Việt Nam lắm chứ không phải không. Cái tội nghiệp người Việt kiều bên này lắm anh. Mình cũng làm biếng, thực sự là mình làm biếng anh. Mình cứ đến đây rồi, tại vì mình cũng bận rộn nó rồi, ở đây có cái gì là mình xài cái đó. Mình dùng cái tin tức của người ta, thành thử dùng cái tin tức của mấy cái đại sổ tá đó thì là nó không có ích lợi gì cả. Mà mỗi lần mình dùng cái tin tức của nó là mình chỉ làm con người mình tức giận về Việt Nam thôi. Mà tại sao mà tại sao mà mình lại như vậy? Tại sao mình không dùng cái tin tức thì dùng cái điều gì mà làm mỗi lần mình nghĩ về Việt Nam thì mình nghĩ đàng vui vẻ hơn. Mỗi lần mình mà mỗi lần mình nói về đất Mỹ thì mình nói câu đàng hoàng hơn. Tại sao mình không biết người mình thành như vậy? Mà tại sao mà mỗi lần mà mình cứ níu lấy cái lá cờ vàng, rồi mỗi lần mình quay về Việt Nam thì mình xuống câu qua quay qua thằng Mỹ nói xuống câu nói người nó phản bội, người đâm sâu lên chiến sĩ. Tại sao con người mình lại giam hãm con cái cuộc đời mình trong cái ngục tù như vậy? Anh ơi, nó cũng khó, nó cũng có khó chỗ này đã nè. Theo tôi hiểu biết, theo cái sự hiểu biết cá nhân của tôi, cái văn hóa của thằng Mỹ, anh nói anh nghe nè, anh nhớ tụi có bầu không? Tất nhiên là anh và tôi đều đeo súng cả, nhưng mà vô quán bar uống rượu hai đứa mà gãy lộn hoặc là xích mích nhau, nó dùng tay không, nó không có dùng súng. Nó có cái văn hóa đặc thù của nó là vậy. Nhưng mà đặc thì thí dụ như là ở Việt Nam đi, bà hai này là chết mẹ rồi, đủ quá là chết mẹ rồi, là nó bắn đồ là không còn chừa ai nữa. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái người Việt Nam mình nó hay thù vặt. Tôi nói đơn giản nha, một ngày thí dụ nha, anh tái phạm lần đầu bất cứ việc hình thức gì, thí dụ như là anh đi ăn trộm gà đi, ăn trộm gà thí dụ vậy, thì nó bắt anh lên phường viết tờ kiểm điểm rồi xong đóng phạt hoặc là cái gì đó để mà cho anh về. Nó có chuyện đó, nó nhẹ quá nhẹ, thấy không? Thì thay vì nói nếu mà văn hóa của thằng Mỹ nó tận tiếng già, má tao bị bắt rồi, không Việt Nam không có, chỉ Nam về rồi mày thả tao qua, đùng cay là ghét, là trả thù bằng mọi cách, nói xấu xí xó đủ trò cho người ta. Có nghĩa là cái văn hóa cái gì mình đã khác văn hóa Mỹ, đừng có rập khuôn. Có nghĩa là lấy cái văn hóa của Mỹ đem vô rồi bắt buộc bởi vì cái nội cái nhân cách của người Việt Nam mình, những cái mà cái đầu óc suy nghĩ cái Việt Nam mình nó hay nhỏ hẹp. Có nghĩa là họ không phục thiện anh, mà họ lại có cái sự ác cảm, nó là như vậy, nó kỳ cục như đó vậy. Bởi vì tôi mới thí dụ cái vụ ngoài cao bồi đó, đối với thằng Mỹ, nhưng mà nó quýnh nhau y xèo vậy, chú qua ngày hôm sau nó bắt tay nó uống rượu tiếp. Còn thì Việt Nam mình hồi nãy nó có sẵn súng mà, chứ ra nó xả, nó xả là xả chạy chích mẹ. Nó là vậy đó, nó khổ vậy đó anh. Cuối like rồi, thôi giờ anh bên đó là mấy giờ rồi? Bên tôi hả? Bên tôi 8 rưỡi rồi, 9 rưỡi rồi. 8 rưỡi à? Nếu vậy thôi, cái like này cũng không dài mà cũng không ngắn. Thì tôi tạm biệt cái vừa tạm biệt anh okay. Để sau này có chủ đề gì hay là nó... có những cái chủ đề hấp dẫn thì, nhưng mà khổ cái hấp dẫn của tôi thì nó khóa mỏ, tôi không cho tôi nói. Bây giờ mình kết luận lại du tăng không thể gì, đây là du thủ, du thực, du đảng, rồi du côn, chứ du tăng cái gì, đúng không? Chưa, mà không dám mà nói sơ thôi, không có nói nữa. Okay. Thôi chào bye mọi người nghe. Rồi đợi biết sao bữa nào hai anh già này có cái nào vui vui rồi lại live tiếp nghe. Okay. Chào mọi người, chào anh Phượng. Chào tất cả mọi người. Rồi. Okay.